Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị đang xem YouTube trên kênh Shopping Việt Nam. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Trong video này sẽ giới thiệu một sản phẩm đang được bán tại thị trường Mỹ và nó chính là một cái sạc dự phòng nhưng mà hết sức là đặc biệt. Và mời tất cả quý anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem qua sản phẩm nha. Và đây chính là cái sản phẩm mà shop em muốn giới thiệu với anh chị, cái sạc dự phòng hết sức là đặc biệt. Nó là Magnetic Power Bank của hãng Wilson. Nhìn rất là dễ thương nha. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét từng khía cạnh một của cái tóc sạc này. Nhìn hình ta thấy ở đây nó có cái tóc sạc. Và trên đây có bốn cái sạc dự phòng nhỏ, mình gọi là cái ngón tay đi. Trên đây có những cái đầu. Thì khi mà sạc á, để sạc những cục này thì chúng ta sẽ cắm trên cái đốc. Còn để muốn sạc điện thoại, chúng ta sẽ dứt từng cái cục ngón tay này gắn điện thoại mà thôi. Rồi ở đây nó chia làm hai phần thông số kỹ thuật. Bên đây là station, tức là cái đốc. Thì kích thước của nó nè, màu trắng, nó nhựa. Dung lượng của cái đốc này là 5000 mAh, tức là 5A, công suất là 18.5W/giờ. Nguồn vào để sạc cho cái đốc này là nguồn một chiều từ 4.75 đến 5.25V, công suất là 2.1A max. Thì cái nguồn này là cái nguồn những cái cục sạc điện thoại phổ biến trên thị trường đang đáp ứng, đang có, mình mua về mình xài thôi. Độ bền của nó thì trên 500 lần sạc đi sạc lại. Rồi đây là pin lithium polymer, tức là pin bản á. Thời gian sạc đầy là 4 đến 6 tiếng cho một cái đốc. Ở đây nó có bốn cái sạc nhỏ, kích thước, màu, nhựa. Thì mỗi một cái sạc thì nó sẽ có cái trữ lượng là 1000 mAh, tức là 1A, công suất 3.7, nguồn inbox. Nguồn vào thì dựa trên cái đốc rồi, không vấn đề. Thì thời gian mà sử dụng độ bền cũng trên 500 lần. Rồi thời gian sạc đầy là 1 đến 2 tiếng rưỡi. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem qua bên trong. Đó là những cái thông số kỹ thuật bên ngoài rồi. Về giá bán thì anh chị vui lòng cập nhật phía dưới phần bình luận, thì sau em sẽ có phần chú thích ở bên dưới. Anh chị thấy em có bốn cái rất là dễ thương, nhỏ gọn. Ở đây là cái chỉ báo pin, khi mà sạc thì nó sẽ chỉ báo. Ở đây là còn đúng một nấc. Ủa, xin lỗi anh chị, đầy pin rồi nè, có sáng bốn đèn là đầy pin. Rồi đây nó cho một cái móc. Có cái móc, có thể chúng ta sẽ nghiên cứu là treo lên móc khóa chúng ta đi. Rất là thời trang, nhỏ gọn, rất là thời trang, đẹp. Rồi mình tiếp theo. Rồi ba cái còn lại. Mỗi cái thì nó sẽ cho một cái đầu. Cái đầu này là cái đầu chuẩn Type-B, tức là những cái dòng điện thoại bình thường người ta hay dứt ra nè. Rồi tự động nó hít rất là cứng, rất là mạnh. Cái đầu này nó đẩy. Cái đầu này chính là sạc cái đốc nè. Khi mà không đúng vô cái đốc sạc thì nó sẽ đẩy ra, nó không cho mình sạc. Còn đây mình để vô là bình thường, hết cứng ngắc luôn. Đây là chuẩn Type-B. Rồi tiếp theo. Đây là chuẩn iPhone. Rồi cuối cùng đây là cái chuẩn Type-C. Xây dựng những cái smartphone như là Samsung hoặc là Sony mới bây giờ là chuẩn taxi. Cái cha tay mình dơ quá, lỡ bóc vô rồi. Anh chị về nhà có mua thì chùi rửa giùm em nha. Rồi mình sẽ để qua một bên và sẽ nghiên cứu tiếp cái này. Rồi cái bị này thì cái hộp này nó chứa cái đốc sạc đây. Wow, cái đốc sạc rất là nhỏ, gọn, cũng rất là thời trang và đẹp nữa. Còn cái này, rồi đây cái đốc sạc. Thì để sạc cái này thì anh chị sẽ gắn ở chừng cái khe này, chứ cần để vô thôi là tự nó hít. Đó, khi mà bỏ vô là tự động nó hiện cái nè, đang sạc nè, thấy không, đang sạc nè. Và cái này nó cũng báo hiệu là đang sạc nè. Và cái số lượng pin, dung lượng pin còn lại của cái đốc. Đây là cái nguồn đầu vào. Đây, nguồn đầu vào in.
Đây có thể out luôn à, tức là ngoài việc nó sạc cho bốn cái trên thì nó có thể làm cái sạc dự phòng, bản thân cái này cũng là cái sạc dự phòng luôn. Đúc lên dạ, giờ nó đang sạc cùng lúc 4 cái. Thì việc sử dụng rất là đơn giản, ở nhà hay bất kỳ đâu thì anh chị cứ sạc sẵn 4 cái này đi, rồi khi mình cần xài á sẽ rút nó lên à. Để coi nó sạc bằng gì đây, đây còn cái hộp nữa. Đây là cái cáp sạc nó cho. Wow, đây là 4 cái khoang để chúng ta làm cái móc chìa khóa cho 4 cái sạc nhỏ này, cho đầy đủ hết. Thì như thông số kỹ thuật nãy đã trao đổi với anh chị đó, là cái này mình có thể sạc từ một cái củ sạc bình thường cho cái điện thoại mình đang xài phổ biến trên thị trường, ngoại trừ cái củ sạc mà của Nokia đuôi tròn thôi, dòng cũ đó thì mình không sạc được cái đốc này, nhưng bình thường thì mình sẽ sạc được hết. Nhưng mà anh chị lưu ý là sạc 2.0 hoặc 3.0 đều được. Rồi, cách sử dụng ở đây, ví dụ như anh đang có một cái máy Sony, rồi ở đây mình sẽ lấy cái thằng Sony ra. Đây cái chuẩn Type-C nè, thì để công dụng chính là mình sẽ làm cái này làm cái chìa khóa đi, còn cái này mình vứt ra. Ok, lúc nào sẽ gắn vô trong cái điện thoại. Rồi, nó rất là nhỏ gọn như thế này cho nên là mình cứ để liệt trong điện thoại luôn, nó không thể nào mà rớt mà mất được. Rồi sau đó mình muốn sạc thì mình chỉ đút nó vô, ok là nó sạc liền. Đây đang sạc pin. Còn anh chị khỏi sợ là chúng ta gắn lộn đầu, bởi vì nó sẽ đẩy ra, nó không cho sạc. Chỉ gắn đúng đầu nó thì nó mới chịu thôi. Đó là tự động nó sạc rồi. Đây là sản phẩm hết sức đặc trưng và rất là lạ. Thì dân công nghệ, mấy anh chị nào mà chơi công nghệ thì có thể mua cái này về. Rất là lạ và độc luôn. Hoặc là mình có thể đi chơi kia làm cái móc khóa, tưởng đâu cái USB, thật ra không phải, nó chính là một cái sạc dự phòng mini, trả lại nha, không có bị mất. Rồi cái đây là cái bộ sạc dự phòng kiểu lạ, có 4 ngón tay một cái đốc sạc. Thì trên đây đồng thời nó mình có thể làm cái sạc dự phòng mini cho móc tay, móc khóa. Đây có thể là cái đốc này nó sạc 4 cái trên, đồng thời nó có thể cho cái nguồn ra, chữ out. Thì giá bán sẽ được cập nhật ở phía bên dưới, em quên giá rồi. Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 80 Phú Nhuận. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ gọn dễ thương quá.